Sáng 10 tháng 6, 15.000 thí sinh tại Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Tổng chi tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 11.044 học sinh, phân bố cho 21 trường trung học phổ thông, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng. Tại mỗi điểm thi, ngoài bố trí bình sát khuẩn, khẩu trang, còn bố trí 2 phòng thi dự phòng. Trong sáng nay, thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đề văn năm nay được thí sinh đánh giá sát với chương trình học và vừa sức. Dạ, thì hôm nay em thấy đề văn cũng khá dễ và kiểu trúng tủ của em. Cho nên là em làm cũng được khoảng cỡ 70%. Đề văn năm nay thì tương đối là đã có môn kỹ, có sự chuẩn bị trước. Nên là rất may mắn thì những điều đó em ôn khá kỹ và khá tốt, cho nên là làm rất ổn về đề thi hôm nay. Vào chiều nay, thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày mai 11 tháng 6, thí sinh tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, dự thi môn chuyên vào sáng 12 tháng 6, thời gian 150 phút. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.